Sợ gián. Sợ gián nè. Sợ ma. Sợ... Giờ còn sợ không cô? Cũng còn sợ. Ủa đi nhảy khuya sợ về sợ ma luôn sợ ma. Đi nhảy khuya thì ở ngoài đường nó còn có xe. À ngoài đường có xe. Đang hay bị tưởng tượng á. Cứ mỗi lần mà bây giờ không bao giờ coi phim ma hết trơn á. Cứ mỗi lần mà tưởng tượng mình đang ngồi chơi máy tính hay là gì mà tưởng tượng sau lưng hay nhìn vô màn hình có gì á. À? Đi ngủ liền à. Ồ hay quá vậy. Ủa mà sao sợ con gián vậy? Tại hồi xưa đang có nhiều kỷ niệm rất là xấu với gián rồi. Thì hả? Thì sao 4-5 lần luôn. Có một lần nhớ lúc đó là hồi xưa là ngủ không có ngủ giường mà ngủ nệm dưới đất á. Thì sáng sớm dậy mình hay lăn qua lăn lại thì sáng sớm dậy con gián nó nằm ngay mặt mình, nó đè con gián ngay dưới má mình á, xong không có dẹp, nó đang tìm cách thoát ra. Rồi lúc đó nhớ 6 giờ sáng rồi con gián nó cứ giật ở đây, xong cái mình bật dậy luôn. Tại tại đó sợ con gián luôn. Ngoài sợ gián sợ ma sợ gì nữa không? Lúc Đăng còn nhỏ thì lại Đăng lại sợ chụp hình. Cô tên là Hoa Phượng. Dạ. Năm nay cô 64 tuổi. Dạ. Đăng chào Đăng. Đăng khỏe không Đăng? Mình khỏe. Mình khỏe à. Cảm ơn Đăng, xin gửi lời chào tới chị Thanh Thủy và Bảo Lâm và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Trời ơi, đương. Mới coi sử dụng lý lịch mới biết Đăng bằng tuổi. Chứ trước giờ tưởng Đăng nhỏ tuổi hơn Lâm. Đúng rồi, đó giờ tại là kêu anh Lâm phải không ạ? Ừ. Tự nhiên vô nãy coi thấy 89 bằng tuổi sao mặt non mặt cũng già. Thì mình coi lại mình đi ca. Cơm áo gạo tiền rất giả bung ba giữa chợ đời. Trời ơi, ở đây cũng phải là cái là vận động nhiều hơn cực. Người ta là luôn người á. Ta là hành động, ta không có nói, bây giờ ta nhảy ra ít nói, còn con nói quá bây giờ cái miệng phát triển, còn body nó cũng xòe ra luôn, khổ thân. Gì? Vậy thôi mình biết vậy thôi, mình có tấm gương sáng rồi, bắt đầu từ bây giờ mình tỉnh táo hơn ha. Dạ cảm ơn mẹ. Đàng hoàng hơn. Cô Hoa Phượng ơi, cô cho con hỏi khi mà mình có bầu Đăng đó cô, có khó khăn không cô? Có quậy quọ không cô? Ra đời nhảy quá, không biết ở trong bụng có nhảy audition ở trong không cô? Trước hết á, thì cũng nói là Đăng nó giống như là một tai nạn vậy đó. Dạ, ủa là sao mang bầu mà là tai nạn cô? Tại vì á, là trước khi mà có Đăng thì cô đã có một đứa con gái là chị của Đăng đó. Dạ. Thì sau khi mà 9 năm rồi thì cô mới bị thai ngoài tử cung mà hoàn toàn không biết. Dạ. Thì tới chừng mà bị đưa vô bệnh viện đó, là lúc đó là bác sĩ nó đưa vô trễ chừng khoảng 10 phút thôi là chết á. Dạ. Tại vì cái thai mà nó ngoài tử cung nó bị bể rồi. Thì khi mà mổ xong rồi thì bác sĩ có dặn là sau khi này á, là muốn có thai nữa là phải ít nhất là 1 năm. Dạ. Dạ. À, nhưng mà 6 tháng sau thì lại có màng. Dạ, là lúc đó có Đăng hả cô? Đó, là có Đăng đó. Tại lúc đó thì còn ở dưới Bến Tre. Dạ. Thì mới đi bác sĩ với tỉnh, đi rất nhiều bác sĩ nào cũng nói thôi. Cái vết mổ còn đỏ tươi như vậy là mình phải bỏ đứa nhỏ, chứ không thể nào mà để được. Dạ. Đi bao nhiêu bác sĩ cũng nói vậy hết. Mình thôi tuyệt vọng rồi. Thì sẵn đi buôn bán ở Sài Gòn, để lúc đó mới là đi bác sĩ ở Sài Gòn. Còn nhớ là bà bác sĩ Minh Châu. Dạ. Bà cũng rất nổi tiếng lúc đó. Thì bà mới vô bà, thì bà mới nói em cứ thường thường á, thai ngoài tử cung đã cắt một bên rồi. Dạ. Thì thế nào thai một lần nữa sẽ cắt một bên nữa, nó khiến như vậy đó. Nhưng mà em cứ để đi, khoảng 2 tuần nữa em trở lại, chị coi mà nếu nằm ngay giữa thì mình sẽ để. Dạ. Thành ra nghe lời bà thì nhờ đó mới có được Đăng. Dành chừng vất vả quá. Dạ mới biết. Dạ mới biết luôn hả Đăng? Nhà mẹ không kể hả Đăng? Không. Ôi mẹ giấu đó. Sợ quá trời. Dạ mới biết luôn. Nhà Đăng là có bao nhiêu anh em vậy cô? Có chị Đăng với Đăng thôi. Ủa có 2 người hả cô? 2 người. Đăng là Út rồi đó. Dạ. Nhưng mà thường á là trời cũng hay thử thách lòng người lắm, đúng không dạ, chị? Dạ, nếu như mình một phút mà mình sợ hãi, đúng không? Dạ, dạ. Thế thì mình đã mất đi một quý tử. Dạ. Đó, mình đâu có ngờ là rất là sanh ra một cái là dễ thương quá. Yeah. Đẹp đẽ quá, sáng sủa quá. Ủa sao ai tới đây mày cũng khen câu đó luôn á? Không có đâu. Con hẹn bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu số, ai tới đây mày cũng dễ thương sáng sủa. Bữa hữu tính mẹ cũng khen dễ thương sáng sủa cao ráo. Cái đó là sự thật. Mà chớ nào mẹ khen người ở nhà. Làm sao mẹ khen được? Con cũng dễ thương mà mẹ có khen đâu. Luôn có nghĩ chơi mẹ luôn. Cô ơi cho con hỏi lúc mà mang thai và bạn Đăng đó cô, là mình có thèm gì không cô? Thường thường á, thể luôn luôn cấn bầu á, đứa đầu cũng vậy, là không ăn gì được hết. Dạ. 3 tháng đầu không ăn gì được. Thì đặc biệt á, là lúc đó đi, tại vì đi buôn bán mà, thì sáng á, là nhảy lên xe đò đi rồi,
chỉ có mua nhãn là ăn được thôi. Là suốt 3 tháng trời chỉ ăn nhãn thôi. Mà hãy chỉ có ăn nhãn thì mình mới không ói, còn nếu không thì cứ ói hoài. Cô là ngày xưa là mình, cái công việc của mình là gì cô? Ở đây con thấy cái chất giọng của cô nay con tưởng là diễn viên lồng tiếng không cô? Như vậy nó rất là truyền cảm luôn, mẹ có để ý không? Tức là bước vô mình tưởng đây là vũ giáo viên, giờ, giáo viên vũ công nữa, dáng dấp rất là thanh thoát. Hồi trước giải phóng á thì cô đi học, nhưng mà tới trường phá sản lúc đó thì cô phải đi buôn bán. Lúc đó cô bán gì cô? Lúc đó thì cô có làm mấy cái con thú nhồi bông nè, tự tay mình may thôi. Đó rồi là sau cái nghề mà cái lúc mà cô có đăng á, là cái nghề đó là nghề nước màu, là cô thắng caramel từ đường đó. Đó rồi mình thắng xong rồi mình vô thùng thì chở từ Bến Tre đi chở lên chợ Kim Biên á để bán. Thì gia đình thì lúc đó rồi mình nuôi gia đình luôn. Cô cho con hỏi, khi mà có bầu xong rồi đẻ đăng ra có khó khăn gì không cô? Đẻ dễ không cô? Đẻ rất là dễ. Rất là dễ. Rất dễ, chỉ có đau bụng rồi xong rồi thì đâu cũng khoảng 6-7 tiếng vậy đó, rồi thì mình đẻ thôi. Lúc đó có chú nhà kế bên không cô? À không. Lúc đó chú đi đâu? Lúc đó thì chú giống như là đi chiếu phim lưu động cho mấy cái xã vùng xa đó để cho họ coi. Dạ. Chỉ có mình bà chị ở nhà đưa cho đi sanh thôi. Cô lúc sinh đăng ra đăng bao nhiêu ký cô? Chắc cũng nhỏ ký đúng không cô? 3 ký còn ký, 3 ký 6 ạ. 3 ký 6. Dạ cô ơi, cái lúc mà mình có bầu của cô, mình biết ở bên trong là con trai con gái chưa cô? Hay là lúc đẻ ra mới biết chưa cô? Lúc đó chưa. Thì khi mà đưa vô bệnh viện á, chị hai đưa vô, thì khi sanh ra rồi là đuối rồi, tại vì sanh thường mệt thôi quá rồi. Thì mới chỉ hỏi chị hai con trai hay con gái vậy? Thì chị hai mới kể là con trai. À quên, kể một câu chuyện này nó cũng hơi ly kỳ chút xíu. Dạ cô. Là tại vì cái khi mà mang bầu đó, dạ, thì mình cũng lúc đó cũng hơi dị đoan chút xíu. Dạ. Đi coi thầy rồi coi này mình có con trai hay con gái. Trông chờ đúng trong không? Trông chờ đứa con trai. Tại vì mình đã có con gái rồi. Thành ra cái trông chờ vậy. Cái thì đi thầy nào cũng nói kỳ này đẻ con gái nữa. Thì gia đình hồi đó nhà ngay trước chùa, nhìn qua có cái tượng Phật Quan Âm Lộ Thiên, mới là đêm nào cũng quỳ lại xin mẹ Quan Thế Âm xin cho con đứa con trai. Thì cái khi mà sanh nó ra rồi, chỉ cần hỏi là con trai hay con gái là lúc đó khỏe rồi. Xong rồi hỏi gì chứ, nó có lành lặn không, tay chân nó đầy đủ không? Nó có nghe được không chị hai? Chị hai nó rồi khỏe tốt, nó nằm cho một đống nè. Đống luôn hả cô? Câu chuyện này là em biết nè, mẹ kể hoài à. Hồi xưa mẹ hay kể cho Đăng nói là vì con là con của Đức Phật Quan Thế Âm. Trời, nghe tưởng thiệt không? Nó lạ là vậy nè cô, mỗi lần á, bồng nó, lúc đó nó còn nhỏ xíu à, còn đâu khoảng cỡ chừng 7-8 tháng gì à, mà hãy đi ngang cái tượng Quan Thế Âm là nó chắp tay nó lại. Lạ vậy, không dạy, không kêu dạy. Chắp tay vậy nè, làm vậy nè. Hay quá hả? Dạ cô, khi mà mình sinh xong á là bao nhiêu lâu mới thấy được mặt Đăng cô? Thì lúc đó thì khoảng cỡ chừng cô nghỉ ngơi xong rồi đâu khoảng cỡ chừng 3 tiếng sau. 3 tiếng. Thì chị hai bồng vô, chị hai nói trời ơi mỏi tay quá, mỏi tay quá, tưởng mình chắc đẹp hả chị? Cái cảm giác đó là sao cô? Đẹp. Mừng lắm. Có khóc không? Cô khóc lớn không cô? Không nghe nó khóc đó, lớn đâu, ít nói luôn. Mới vậy còn con đó, con khóc làm bệnh viện nghe hết vậy đó. Bác sĩ bịt miệng lại không cho la nữa. Có nghĩa là mỗi khi sinh ra là nó quyết định số phận của đời mình. Tức là la suốt ngày gì đó hả? Nít mà đẻ ra mà thấy quơ sao đây là vũ công. Còn nó la miệng la lên mốt lay chim đó. Dạ. Là nó có ý đồ hết, ông trời tạo hóa sinh ra để vậy. Khóc đêm không? Không, con không khóc đêm, con khóc đúng 1 tiếng đồng hồ, giờ lay chim đúng 1 tiếng nghỉ. Không có làm nhiều. Dạ, là lúc bao nhiêu lâu rồi ba mới về, ba của Đăng mới về thấy Đăng cô? 2 ngày sau. Hai ngày chú về, chú mừng lắm. Dạ. Nhưng mà nói là vậy thì chắc là nó cũng dễ sanh, dễ nuôi hả chị? Dễ nuôi lắm. Ăn uống chắc cũng khó mà khăn gì. Mà cái giai đoạn đầu đó thì mẹ bệnh đó, tuổi mấy là mẹ bệnh rồi là ở với ba không? Nào có một lần nó bị bệnh mà tưởng là nó mất nó luôn. Mất rồi. Mấy tuổi con? Lúc đó nó đâu khoảng 7-8 tháng gì đó. Dạ. Không nhớ gì hết. Nó bị tiêu chảy. Sao ai cũng bị nha, để coi chương trình này ai cũng bị, lúc năm đó ai cũng bị. Bị tiêu chảy cấp mà ba nó đó thì nó giờ cứ chờ nó tiêu hết rồi thì thôi. Thì bà chị thứ hai đó cũng là nhờ bà nói đâu có được.
bà sốc và đưa đi vô bệnh viện liền. Thì khi đưa vô á là mạch của nó đã mất hết, nó mất nước, mất nước, nước thành ra nó không còn mạch luôn. Phải ghim, bác sĩ phải ghim lên đầu luôn đó cô Thủy. Ghim mà để vô nước biển truyền nước ở trên đầu nó luôn á. Tại sao không ghim ở họng ta mà mất mất mạch hết rồi, mất mạch hết rồi. Tại nó mất nước quá nhiều rồi. Lúc đó cảm xúc mình sao cô? Lúc đó lo quá trời luôn. Rồi bao nhiêu lâu đặng mới hết bệnh? Thì sau khi vô bệnh viện á thì truyền nước xong á thì nó tỉnh lại. Nó tỉnh lại rồi nó mới khỏe trở lại, khỏe trở lại. Rồi không đau bệnh giặc nữa. Không đau bệnh giặc nữa. Còn lúc đi học mẫu giáo là sao cô? Ngoan không cô? Ngoan lắm. Đi học hát, hát hò được không cô? Không, không hát hò gì hết. Lanh không cô? Lanh. Nhảy múa, có thích nhảy múa không? Nhảy múa thì lúc đó chưa biết nhảy múa. Đến tới năm mà nó 7 tuổi á, thì mình cho nó đi học đàn. Thì cái thời gian đầu á, chắc có lẽ cũng cái duyên. Nhờ cái đi học đàn đó, nó mới có cái sự cảm thụ âm nhạc. Tại sao chị lại thích cho nó đi học đàn? À, tại vì mình tính là để cho nó có cái giải trí sau khi nó học hành thì có thể nó thư giãn với đàn. Thì lúc đó đi học piano là cũng đắt lắm đó cô Thủy. Đúng rồi, lúc đó giàu lắm đó cô. Nhà lúc đó nhà giàu chưa cô? Đâu, nhà chưa có tiền đâu. Nhưng mà mình vẫn muốn cho con mình nó có một cái gì đó. Lúc đó mình mua được có cây đàn organ nhỏ nhỏ cho nó thôi. Rồi 7 tuổi chơi đàn rồi. Còn 7 tuổi mẹ con chơi cũng búp bê được không? Chơi đồ hàng, nấu đồ ăn được không? Con á hả? Đó, thì có dâu chơi xây nhà chòi, lấy mền, đồ búp bê, thuộc ống thục được không? Có được cái chơi đàn đâu. Người ta có tiền người ta chơi đàn. Trời đất ơi, thiệt luôn. Đây nè, bây giờ còn giữ đây. Trời ơi, đem cẩm nang theo nè. Còn giữ thuê với chương trình. Còn giữ mấy cái biên lai. Mấy cái biên lai này nói chừng nào con lớn lên mẹ sẽ lấy tiền lại. Bây giờ trả cho nó vậy. Đó, đây. Rồi là những cái số tiền nó lớn lắm nên mới giữ kỷ niệm đó. 1989 à. Trời ơi, 100 ngàn. Em không ngờ là chị cẩn thận, chị làm chủ nợ lâu dữ vậy. Thiệt luôn á trời. Cái giai thoại học đàn nó cũng thú vị lắm. Thời gian đầu rất là ghét học đàn. Tại vì mình thấy là cái môn mà đánh đàn á là môn dành cho con gái thôi. Mà sau đó em học một thời gian thì mới biết là cái môn đánh đàn là một cái môn dành để cô gái. Cho nên học luôn. Học luôn. Ủa Đăng, ngày xưa ví dụ trong trường á mà mình, cái thời của mình á, mình học mà giỏi, mình hay hơn người ta, mình đẹp hơn người ta, hay bị đánh lắm, ngày xưa có bị đánh không? Nó hiền lắm cô. Đi học hồi lúc còn cấp 1 á thì lúc nào cũng lãnh bằng khen, giấy khen, mà đứng giữa một bầy toàn là con gái không à. Có một mình nó con trai. Em nhớ ra có một lần hồi cấp 1 á, cấp 1 em nhớ lúc đó năm đó em học lớp 2, lớp 3 vậy đó. Em bị ăn hiếp mà bị một nhỏ con gái lớn hơn mình một lớp ăn hiếp. Trời ơi, ăn hiếp sao không nhớ nữa. Tại cái đó em nhớ hoài luôn. Rồi xong đó em về em cũng mát mẹ luôn. Tại bây giờ xưa mẹ cưng quá cho nên cái gì cũng mát hết trơn á. Mát mẹ xong cái lúc này mẹ lên cái mẹ cũng la bé đó gì đó không biết nữa. Xong mẹ em nhớ hoài cái khoảnh khắc mẹ em vừa quay lưng đi con bé đó, nó hoài nó nói em trời con trai chơi mát mẹ. Rồi sau đó từ đó về đi không bao giờ dám mát nữa. Mát mẹ nữa. Tự sự. Mẹ em hoài. Rồi lúc đó học đại học xong thì hướng tới trường nào Đăng? Trước thì hồi xưa học đại học xong thì Đăng nghĩ là mình sẽ kinh doanh. Nói chung thì ba Đăng có một cái công ty cũng tên là Quang Đăng luôn. Thì công ty đó là buôn bán máy vi tính rồi kinh doanh, nói chung về tin học á. Nhưng mà sau đó thì không ngờ trong đại học thì mình vô tình mình đi nhảy. Mình đi nhảy thời gian cái mình thích rồi xong cái mình cũng vô thử mấy vũ đoàn mình nhảy cho nó vui á. Cô lúc đó Đăng nếu mà thích nghệ thuật, cô có thích Đăng theo nghệ thuật trong gia đình mình nữa cô? Cái thời gian mà Đăng nó đi mà đi theo cái vũ đoàn để mà nó đi nhảy á, thì nó hay đi khuya về sớm, thành ra mình sợ cả ba nó cũng sợ luôn, lo thì không thích nó đi theo cái nghề nghiệp đó. Cho tới khi mà nó đi thi cái, nó đi audition cho cái thử thách cùng bước nhảy, rồi nó về nó báo cho hay là con vô được vòng trong. Thì cũng giật mình đó, ủa sao mà con học nhảy hồi nào mà sao lại con vô được mà nó vô được. Thì tới chừng đó, đó rồi nó nói ba với mẹ đi coi mấy cái chương trình mà lúc mà mấy cái cuộc thi đó. Đó lúc đó mình đi rồi mình mới bắt đầu thay đổi ba với mẹ. Lúc đó thấy Đăng nhảy đấy con nhảy trở nên thích không con? Thích chứ. Thích chứ. Thích lắm. Tại vì thấy nó cũng có vẻ là nó đam mê rõ ràng, mình thấy nó rất là thấy hạnh phúc lắm. Cái game khi mà nó nhảy gương mặt nó hạnh phúc lắm. Thành ra mình nói thôi, miễn con mình nó hạnh phúc là được. Dạ, lúc đó chiều thủy con luôn. Dạ. Đăng cái năm mà Đăng thi thử thách cùng bước nhảy á Đăng, năm đó là năm bao nhiêu và cái cơ duyên gì để Đăng đến với cuộc thi đó?
Cơ duyên tới cuộc thi đó thì cũng nó khá là buồn cười. Tại lúc đó mình mới chia tay bạn gái. Mới chia tay bạn gái xong buồn quá không biết làm gì. Xong thấy có cuộc thi đó thì mới đăng ký thi rồi cũng vô tình là vô được vòng trong. Tại lúc đầu mình cũng thi nghĩ là đi học đúng không? Học đại học gì không? Đang học đại học Hoa Sen. Hoa Sen. Lúc đó là năm học như khoảng năm 3, năm 4 rồi. Tin học. Quản quản trị kinh doanh. Thấy casting thì mình thấy cái chương trình đó mình coi cũng lâu lắm rồi, mà mình coi trên mạng mình thấy nhiều rồi, xong mình thấy thích cái năm đó là năm đầu tiên chương trình về Việt Nam. Cái mình đã muốn đăng ký thử. Tại lúc đầu đăng ký mình cũng nghĩ là đăng ký cho vui rồi, đăng ký, nếu mà thi xong được gì đó thì cũng cũng để đó thôi Nhưng mà không ngờ thì mình vô được tới top 4. Top 4 thì sau đó mình ngừng lại ở vị trí thứ 3. Tính ra từ 2012 tới giờ là 8 năm. Đang vô nghề cũng nghề 8 năm rồi. Rồi sau khi mà được top 3 rồi, cái quá trình làm nghề của mình sao, có gian nan hay là nó dễ dàng đâu? Lúc đầu thì mọi thứ nó mình chưa có quen. Tại vì như sau một đêm xong cái mình người ta biết tới mình nhiều hơn thì không có quen. Sau đó từ từ thì Đăng cũng muốn mở một cái studio nhảy luôn. Để mình vừa tập rồi mình vừa dạy. Thật ra thì mình bị cái là mình phải thú tội là lúc ở trường đại học thì mình học không có tốt. Lúc đó mình cứ lo nhảy không à, cứ vô trường là đa số mình cái tiết nào mà thấy không có thú vị là mình ngủ. Ngủ hoài nhất là mình nhảy. Này nói thú tội luôn, mẹ hồi đó giờ mẹ cũng không biết. Nhưng mà rồi có tốt nghiệp ra trường à, đương nhiên có chứ chị. Trời, em sợ fan em nói là anh Đăng không đại học quá, không bị môi lại lý lịch học đó, cho nên sau đó thì em cố gắng học cho xong tốt nghiệp được bằng cử nhân của trường Hoa Sen. Vì fan mà ráng học đại học. Cô ở nhà Đăng hay sợ gì nhất cô? Sợ gián nè. Sợ ma. Sợ giờ còn sợ không cô? Cũng còn sợ. Ủa đi nhảy khuya về sợ ma luôn hả? Sợ ma. Đi nhảy khuya thì ở ngoài đường nó còn có xe. Ngoài đường có xe. Đăng hay bị tưởng tượng á, cứ mỗi lần mà bởi vì không bao giờ coi phim ma hết trơn á. Cứ mỗi lần mà tưởng tượng mình đang ngồi chơi máy tính hay là cái gì mà tưởng tượng sau lưng hay nhìn vô màn hình có gì á, đi ngủ liền à. Ồ hay quá vậy. Ủa mà sao sợ con gián vậy? Tại hồi xưa Đăng có nhiều kỷ niệm rất là xấu với gián rồi. Thì hả? Sao? 4-5 lần luôn. Có một lần là nhớ lúc đó rồi hồi xưa là ngủ không có ngủ giường mà ngủ nệm dưới đất á. Thì sáng sớm như vậy mình hay lăn qua lăn lại thì sáng sớm dậy con gián nó nằm ngay mặt mình, nó đè con gián ngay dưới má mình á, xong nó không có dẹp, nó đang tìm cách thoát ra. Trời ơi, đó nhớ 6 giờ sáng mà con gián nó cứ giật ở đây, xong cái mình dậy luôn. Tại tại đó sợ con gián luôn. Ngoài sợ gián sợ ma sợ gì nữa không? Lúc Đăng còn nhỏ thì Đăng lại sợ chụp hình. Sợ chụp hình? Ủa sao sợ chụp hình cơ? Ủa sao ngày xưa nó thích làm người mẫu ảnh đồ mà sao sợ chụp hình? Bởi vậy làm như cái hồi còn nhỏ sợ chụp hình thì lớn lại bị cái nghiệp đó nó đeo cỡ thôi đúng không? Nó hay núp, mỗi lần ai chụp là nó miếu, nó khóc, nó la. Thôi con cũng bị ngại chụp hình ngộ ha. Rồi có thích xem truyện, đọc sách rồi? Dạ có à, đọc sách trên đèn. Đọc sách hả? Đọc sách gì? Đọc truyện tranh. Phim gì? Hay dù rủ mẹ đi coi phim hoạt hình. Phim rạp nữa cô. Phim rạp. Nói giờ ở nhà là còn nguyên một thùng Conan á. Conan. Chưa chịu bỏ. Cô cho con hỏi là ở nhà Đăng bừa bộn không cô? Hay là sạch sẽ cô? Nó cố tình đổ môi cho bằng được cái tấm xấu. Có một cái là đó bừa bộn dữ lắm. Nhưng mà mỗi lần mà mẹ dọn á là cự. Mẹ ơi mẹ, để trong con, cái để bằng con bừa bộn của con nó có cái thứ tự mà của con mẹ nhớ. Cái con không nhớ được là con đã để đâu à, sáng nay mới dọn xong đó. Dối trá. Mới dọn xong bài vào bộn. Vừa lòng chưa? Dạ. Vừa lòng con vừa chưa? Lòng. Rồi. Có đi chơi đêm không cô? Có. À đi chơi đêm, có. Đi làm đêm, đi chơi đêm. Đi làm đêm rồi không biết có lợi dụng để đi chơi đêm không, không biết. Con nghĩ chắc có. Đang biết nấu ăn không cô? Không biết nấu ăn luôn. Tại vì cưng quá, từ nhỏ là mẹ lo hết. Từ chút mẹ lo hết. Sáng nào cũng 3 ly. 3 ly gì? Ly là để detox, rồi một ly sinh tố, rồi thêm một ly gì nữa. Em không nhớ, là 3 ly khác nhau bắt em phải uống. À là mẹ hả? Trời ơi, mẹ thương biết mấy cho vừa thiệt luôn. À, bình thường là mà Đăng đi làm á cô, có hay khi nào Đăng tâm sự gì với mình không? Nãy cô nói là Đăng không vừa tâm sự. Đăng ít tâm sự với cô lắm. Dạ. Chừng nào có chuyện gì cần nhờ mẹ thì bắt đầu mới nói. Dạ. Còn mấy thì thôi, không tâm sự. Không tâm sự, không nói chuyện tâm gì sự. Luôn thôi. Cũng có nói chuyện nhưng mà chỉ nói những chuyện cần thiết thôi à. Chứ còn không có nói chuyện nhiều. Thật ra cũng đúng là Đăng cũng rất ít tâm sự với mẹ. Bởi vì nhiều khi tâm sự mấy chuyện buồn á, mình thấy mình tự giải quyết được thì mình tự giải quyết luôn.
Rồi giống như mình nói chuyện lại với mẹ là mình phải buồn thêm lần nữa, mình kể lại cái chuyện đó mình phải buồn thêm một lần nữa, mình thấy quải. Thành ra những cái chuyện này mình thấy mà không chịu được nữa thì mình thấy mình không còn ai đi, kiểu mà mình quá buồn, mình không tự giải quyết được thì mình mới tâm sự với mẹ thôi. Cô, khi cái tính của Đăng mà không chia sẻ, không gần gũi, cái nào làm cô buồn, cô khóc không cô? Cũng có chứ. Tủi thân không cô? Tủi thân hả? Vậy hả cô? Có nhiều lúc đó, nó thấy cô khóc, nó hỏi ủa sao mẹ khóc vậy? Sao mẹ khóc vậy? Con làm gì mẹ buồn hả? Dạ. Thì mình nói thôi không có sao đâu con, không có gì đâu, mẹ buồn vu vơ thôi. Mẹ buồn vu vơ mà nước mắt mẹ chảy. Em mình cũng không muốn làm phiền con mình. Lúc nào cũng vậy. Mà chuyện buồn không kể, chuyện vui cũng không kể luôn hả Đăng? Mình kể chuyện buồn thì sợ nhiều khi sợ mẹ mình lo. Tại vì mẹ mình hay rất là hay lo lắm. Chuyện vui có kể chứ, mà ít kể thì chắc là do ít chuyện vui. Ít chuyện vui trời, bé này thương. Thật sự thì những người mẹ thường là vậy đó. Tức là rất thích nghe con mình nói. Rất thích nghe con mình kể chuyện vui. Thậm chí những cái chuyện buồn mà nó không tâm sự với mình lại càng lo hơn. Thà rằng nó cứ nói ra đi thì mình có thể giải quyết được một phần nào đó cho con. Còn hơn là mình cứ chạy lòng vòng, mình cứ cảm giác mình cứ chạy vòng nói gì nè, mà mình không biết là mình sẽ dừng ở chỗ nào, rồi không biết là nó sẽ như thế nào, rồi mình lại càng tưởng tượng. Thì đó, mình tưởng tượng mới sợ. Cho nên đây là một cái điểm mà sau cái chương trình này suy nghĩ lại đây là tâm sự với những người mẹ. Đúng rồi vậy ha. Dạ, đúng vậy đó cô Thủy. Nó nhìn Dạ cô, cho con hỏi là được biết là cái biến cố mà ba Đăng mất á, cái khoảng thời gian nó sẽ như thế nào cô? Lúc đó ba Đăng mất á, năm Đăng bao nhiêu tuổi cô? Đăng năm đó là năm 2014, tức là 2 năm sau khi mà Đăng nó thi cái chương trình thử thách cùng bước nhảy. Thành ra cũng mừng là ba nó cũng có một thời gian là thấy được nó thành công. Thì cái ngày tôi còn nhớ hoài, cái ngày mà đám ma của ba nó, thì cái quan tài còn để dưới nhà mà nó lẳng lặng, nó đi lên lầu, nó ngồi nó đàn nó hát, mà tôi thấy nó buồn lắm. Tôi biết nó thường thường nó buồn, nó hay thể hiện qua cái đàn, gửi gắm cái nỗi niềm của mình, cái nỗi niềm của nó qua bản nhạc hoặc là một cái điệu nhảy nào đó. Thành ra mình thấy con mình nó sống nội tâm vậy, thấy tội nghiệp. Rồi là cái lúc cảm giác làm sao Đăng? Bà Đăng nhớ là cái khoảnh khắc mà ba Đăng mất thì Đăng không có ở nhà. Lúc mình đi đâu Đăng? Lúc đó là Đăng đi làm, Đăng rất nhớ mình đang làm một cái chương trình, mình đang đi quay MV. Mình quay MV mà MV đó về tình yêu nữa, nhưng mà quay là phải yêu rồi phải vui phải cười nữa, thì lúc cái khoảnh khắc là ba Đăng mất á. Thành ra sau đó thì lúc mà đưa vào quan tài rồi này kia, Đăng mới về nhà, lúc đó cũng thấy buồn bởi vì mình không có ở bên ba mình lúc mà ba mình ra đi á, thì mình cũng buồn lắm. Rồi mình cũng biết là mẹ Đăng cũng thường hay nói với Đăng á, là mẹ hay nói nó xui lắm, nói chung khi nào mẹ mất là phải đánh đàn cho mẹ nghe. Thì Đăng cũng nghĩ là lúc đó Đăng không biết làm gì thì thôi mình đánh đàn cho mẹ Đăng nghe, rồi cho nó mẹ Đăng đỡ buồn vậy thôi. Đó là một cái bất ngờ hay là mình đã đoán trước được. Tại vì ảnh bị ung thư phổi á. Mấy ngày cuối cùng thì em chịu nhìn ba em vật vã đau đớn, chịu không nổi. Kiểu như mình đau mà không làm gì được á. Bởi vì sau ba em thì mất vì ung thư phổi, cho nên sau này là em sao không có dậy muốn hút lá hết trơn. Rồi lúc đó hai mẹ con dìu dắt nhau qua, lúc đó ai là người cái cảm xúc bị xúc động nhất, Đăng hay là mẹ? Mẹ và Đăng không biết cảm xúc mẹ như thế nào, nhưng mà lúc đầu thì Đăng cảm thấy Đăng cũng không có khóc được. Không khóc được, lúc mà ba vô quan tài không khóc được. Nhưng mà lúc mà liệm á, là lúc mà mình đóng quan tài, là lúc đó Đăng nhìn ba lần cuối, Đăng chịu không nổi chạy lên khóc quá trời. Lúc đầu thì có một số anh chị với lại thành viên trong gia đình nói là thời gian này thì em cố gắng, Đăng cố gắng là ở bên mẹ nhiều hơn, bởi vì mẹ Đăng sẽ chưa có quen được cái cảm giác mà thiếu thốn một người bên cạnh đâu. Thì lúc đó thì Đăng cũng cố gắng mình dành thời gian nhiều hơn với mẹ. Cũng có chia sẻ với mẹ nhiều hơn, rồi cũng dẫn mẹ đi đây đi đó chơi, rồi mua thẻ tập gym này kia cho mẹ cho nó vui, cho mẹ vận động này kia. Thì Đăng nghĩ là nếu mà một người phụ nữ mà một mình như vậy thì sẽ rất là buồn. Mà chị Đăng thì cũng không ở bên Việt Nam này. Rồi Đăng cũng đi làm nhiều, đi làm nhiều á, cho nên được cái thời gian nào thì ở thời gian đó. Là tối nhiều khi là Đăng vẫn ngủ chung với mẹ Đăng nếu mà Đăng không ngủ với ai khác. Ngủ chung với mẹ hả? Sẽ ngủ chung với mẹ đó, mà tối giờ thì Đăng thấy là mẹ ngủ mình á buồn á, thì vẫn qua ngủ chung với mẹ phòng mẹ. 31 được không? 31 rồi mà nó vẫn còn chịu khó nó qua để nó ngủ chung, để mà nó chăm sóc.
Dạ. Dù rằng nó không nói ra nhưng mà một cái hành động như vậy mình cũng rất là cảm động luôn. Dạ. Quý vị. Cô ơi, nếu như mà nhân chương trình này có một điều gì muốn nói cũng như là dặn dò với Đăng thì cô sẽ nói điều gì với Đăng cô? Cô chỉ muốn nói một cái điều á, là nếu mà con thương mẹ, nếu mà con thương mẹ thì con ráng con giữ sức khỏe cho con bằng cách là tối phải ngủ sớm, làm việc rồi này kia bớt lại. Bởi vì cái tiền mình kiếm được nhưng mà sức khỏe không bao giờ kiếm được. Dạ. Nếu mà sức khỏe mất rồi thì giờ có tiền bao nhiêu cũng không thể nào mua lại được hết. Có chỉ có điều đó để nhắn nhủ sức khỏe thôi. Còn vợ con chừng nào có cũng được. Chừng nào cũng được. Không không có đủ duyên, tự nhiên nó tới. Rồi đang nghe mẹ nói vậy thì có cái điều gì nhân cái chương trình này muốn nói với mẹ không? Dạ thì hôm nay là em cũng thấy rất là Đăng cũng thấy rất là vui, bởi vì cũng là một trong những cái chương trình mà mình được ngồi chung với mẹ mình để mình chia sẻ, mình giao lưu với khán giả. Và thực sự thì điều mà Đăng muốn nói đây là em có một người mẹ rất là tuyệt vời. Đúng. Và luôn luôn chăm sóc mà lo lắng cho con cái cũng như là gia đình của mình. Và con chỉ mong là, tại vì năm nay con cũng là hơn 30 tuổi rồi, và con cứ mong là ba mẹ nhìn nhận và mẹ nhìn về con như là một người trưởng thành nhiều hơn. Con nghĩ là lo lắng cũng là một trong những cái gì đó của có sẵn của những tất cả những người mẹ. Nhưng mà nếu mà nhìn về một người con của mình mà trưởng thành và mình tôn trọng cái sự trưởng thành đó, thì con nghĩ là tất cả người con nào cũng sẽ cảm thấy là mẹ mình tin tưởng mình hơn, mà cảm thấy sống một cách tự tin hơn, tự lập hơn. Em nghĩ như vậy. Cảm ơn con. Dạ.